Phòng khám ACC, đơn vị chuyên khoa hàng đầu trong lĩnh vực điều trị chấn thương thể thao mà không cần dùng thuốc hay phẫu thuật. Bằng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống, bác sĩ nắn chỉnh các khớp xương và đốt sống sai lệch, cải thiện dẫn truyền các dây thần kinh, giúp tối ưu hóa phản xạ thăng bằng, chữa lành các chấn thương, nâng tầm vận động. Vật lý trị liệu kết hợp các bài tập và thiết bị hiện đại như chiếu tia laser thế hệ 4, ion điện xung, sóng siêu âm điều trị, máy kéo giãn cột sống DTS giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tái tạo các mô và sụn khớp, rút ngắn thời gian điều trị. Phục hồi chức năng với máy tập Neumax công nghệ mới từ Mỹ, thiết kế linh hoạt cho từng bệnh nhân, hỗ trợ giảm áp cột sống, cải thiện cân bằng, khôi phục chức năng các cơ khớp một cách hiệu quả và nhanh chóng. Trước khi thi đấu thì em cũng có vấn đề về lưng và vai, xương khớp của em nó không có được hoạt động linh hoạt. Thì sau khi em được lại ACC để nắn chỉnh thêm tiếp theo nữa thì em cảm thấy vai của em nó đã được tốt hơn và em cảm thấy là mình có thể tiếp tục tập luyện cho những giải thi đấu tiếp theo tốt hơn nữa ạ.